Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Phụ nữ hiện đại không đợi chồng quan tâm mà sẽ tự biết yêu thương lấy mình. Phụ nữ hiện đại đâu cần chờ chồng quan tâm chăm sóc, hãy tự biết yêu thương lấy bản thân. Muốn ăn gì, mua gì thì tự bỏ tiền ra mua. Đừng trông cậy hay ngửa tay xin xỏ bất cứ ai. Mẹ tôi thường dạy con gái về nhà chồng phải biết nhìn trước ngó sau, nhường nhịn nhau mà sống. Bởi mẹ là kiểu người phụ nữ gia đình, chồng nói một, không dám cãi hai. Có chuyện gì trong gia đình, vợ cũng phải nhường nhịn để êm ấm thuận hòa. Khi chị tôi cãi nhau với chồng bỏ về nhà ở một thời gian, ngày nào mẹ cũng khuyên chị về nhà xin lỗi chồng rồi làm hòa. Tuy nhiên, chị bảo bản thân chẳng làm gì sai nên sẽ không nhún nhường. Mẹ buồn bực, không thèm nhìn mặt chị nữa. Hàng xóm hỏi tại sao chị lấy chồng rồi lại về nhà. Mẹ luôn tìm lý do như chồng nó đi công tác nên để vợ về đây cho đỡ buồn. Bà luôn tìm mọi lý do để bảo vệ danh dự của gia đình, nhưng lại không biết con gái mình cần sự cảm thông từ mẹ. Những người mẹ thường khuyên con gái khi về nhà chồng nên nhẫn nhịn, bởi họ sợ miệng lưỡi thế gian, sợ gia đình và bản thân mình bị chỉ trích là không biết dạy con. Cũng vì vậy mà cuộc sống của phụ nữ xưa luôn phải đứng sau chồng, làm gì cũng phải nghe theo những lời chồng nói. Chồng không thích, họ cũng chẳng dám làm. Chồng đã lắc đầu thì chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận chứ không dám lên tiếng cãi. Tuy nhiên phụ nữ ngày nay đã khác, họ cũng ra ngoài kiếm tiền, có địa vị, không thua gì nam giới. Vì vậy những người mẹ đừng nên khuyên con gái nhẫn nhịn mà hãy dạy con tự bảo vệ, yêu thương lấy mình trong cuộc sống hôn nhân. Đừng khuyên con chiều theo ý chồng mà hãy dạy con biết cách chăm sóc bản thân. Phụ nữ phải biết yêu thương lấy mình rồi sau đó hãy nghĩ tới việc chăm sóc chồng con. Đó là bí quyết để hạnh phúc. Thay vì suốt ngày than thở chồng vô tâm, không biết chăm sóc cho vợ con, thì hãy tự thương lấy mình trước đã. Muốn ăn gì cứ ăn, muốn mua gì hãy tự bỏ tiền ra mua, đừng trông chờ vào bất cứ ai. Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi tự biết thương mình, chứ không phải cứ mãi thương chồng. Có nhiều người cứ nghĩ chiều chồng đi rồi cuộc sống sẽ thoải mái hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, thương chồng chưa chắc đã được thương lại. Chỉ khi biết cách quan tâm chính mình, bạn mới có thể sống thoải mái. Phụ nữ ơi, đừng cứ mãi đòi hỏi sự quan tâm của người đàn ông. Nếu có tâm thật sự, họ sẽ không chờ bạn yêu cầu. Còn không, thì dù cố gắng níu kéo, họ cũng sẽ chẳng để tâm. Vì vậy phụ nữ hãy tự biết yêu thương bản thân để sống tốt hơn trong cuộc sống hôn nhân của mình. Đừng biến hôn nhân trở thành nấm mồ chôn hạnh phúc và tuổi xuân của bạn. Phụ nữ hiện đại, hãy nói không với hai từ dựa dẫm. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Chấp nhận đổ vỏ cho người khác, không ngờ đến khi còn 3 tuổi, tôi lại rơi vào tình cảnh trái ngang như thế này. Tôi yêu vợ rất nhiều, yêu đơn phương suốt 5 năm rồi sẵn sàng chấp nhận nuôi con tu hú. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày vợ khóc sướt mướt, uống say mềm, rồi kể chuyện lỡ có bầu nhưng người yêu bỏ rơi. Tôi đã ôm em vào lòng, hứa sẽ cho em danh phận rõ ràng, đồng thời xem đứa bé như con ruột của mình. Ngày cưới, vợ tôi còn cảm ơn tôi, bảo trên đời này chỉ có tôi là yêu thương em nhiều như thế. Tôi thì hạnh phúc lắm, vì nghĩ cuối cùng mình cũng được đồng hành cùng người con gái mình yêu. Gia đình tôi tưởng đứa bé là con ruột, nên thương yêu chăm chút vợ tôi từng chút một. Khi trao nhẫn, mẹ tôi còn cầm tay hứa sẽ yêu thương em như con ruột, bởi bà chỉ có mỗi mình tôi. Đêm tân hôn, tôi ôm vợ ngủ mà không dám làm gì. Vợ tôi còn chủ động, nhưng tôi nhất quyết không là không, vì không muốn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Suốt 9 tháng sau đó, tôi chăm chút em, lo lắng cho em. Đôi khi tôi cũng lăn tăn về cha đứa bé, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Đây là con đường tôi đã chọn, và lại đứa bé chẳng có tội tình gì cả. Vợ sinh con, đứa bé trắng trẻo, hồng hào, dễ chịu nên nhà tôi ai cũng thương. Tôi vẫn giấu kín chuyện cũ. Mỗi khi mẹ tôi bồng bế, hỏi đứa bé giống ai, tôi đều nói nó giống tôi. Con bệnh tôi chăm con cùng vợ, con tập ăn tôi cho con ăn thay vợ. Tôi chăm nó còn hơn chăm bản thân mình, đến mức đứa bé quấn lấy tôi lúc nào cũng theo tôi hơn mẹ. Mỗi chiều đi làm về, nó luôn đứng ở trước cửa nhà đợi tôi. Vừa thấy tôi,
Nó đã bi bô gọi ba rồi chạy ảo xa, ùa vào lòng tôi. Tình cảm tôi dành cho nó ngày càng lớn, lớn đến mức tôi đã quên mất mình không phải cha ruột nó. Thế nhưng bây giờ, vợ tôi lại đưa ra điều kiện khiến tôi phát điên lên. Không biết em giấu tôi gặp gỡ người cũ khi nào mà khi về nhà, em nói thẳng bố đứa bé muốn gặp nó. Tôi sửng sốt, vợ tôi nói tiếp rằng muốn mỗi tháng cho con gặp bố ruột một lần, vì dù sao anh ta mới là cha đẻ của nó. Tôi cười khẩy và trả lời là không, anh ta không xứng gặp lại nó. Vợ tôi bỗng nhiên bật khóc nức nở, trách tôi ích kỷ với con trẻ. Nếu yêu thương nó, sao không cho nó gặp bố ruột? Lúc này thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi đi thẳng vào phòng, viết đơn ly hôn rồi vứt ra bản cho vợ. Trong đơn, tôi nói rất rõ tình cảm dành cho con và muốn nuôi con. Vợ tôi cầm đơn tần ngần một chút rồi xé đi. Nhưng niềm tin tình yêu tôi dành cho vợ đã trở về con số 0. Thật không ngờ yêu thương chấp nhận nuôi con riêng của vợ 3 năm nay, giờ vợ lại nhẫn tâm đối xử với tôi như thế. Nhưng tôi rất thương con. Liệu ly hôn xong, tôi có giành được quyền nuôi con không? Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Bán đất của bố mẹ vợ với cái giá 2 tỷ, chồng bí mật làm một việc khiến vợ trẻ sững sờ. Đến khi Trình phát hiện ra thì số tiền bán đất 2 tỷ đó đã nằm gọn trong tài khoản ngân hàng của anh trai Quân. Vợ chồng Trinh và Quân lấy nhau đã được 3 năm. Ngày trước họ cùng học chung lớp đại học nhưng chỉ là bạn bè xã giao. Sau này đến khi đi làm, tình cờ gặp lại rồi tán tỉnh nhau và nên duyên vợ chồng. Nói thẳng ra thì gia đình hai bên đều thuộc hàng khá giả nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ có phần thoải mái hơn những người khác. Cưới xong tiệc mừng và vàng cưới họ đều được giữ cả. Không chỉ có thế, bố mẹ Quân sang tên cho một căn chung cư, còn nhà Trinh thì hồi môn cho con gái một mảnh đất có giá khoảng 2 tỷ. Thế nhưng nhà chồng Trinh có vẻ không ưa gì con dâu. Lý do là bởi kinh tế đủ đầy rồi nên mẹ Quân muốn con trai lấy một cô gái là con của sếp để tiện thăng tiến về đường công danh chứ không cần thêm tiền nữa. Nhưng không cản được nên bà cũng đành chấp nhận. Mà không ưa có giỏi, mối quan hệ nàng dâu nhà chồng của Trinh với nhà Quân không mấy tốt đẹp. Dù là Tết nhất hay dỗ chạp, Trinh tài sách nách mang về nhà chồng nhưng nhận lại là thái độ dửng dưng. Trinh sinh con đầu lòng, mẹ chồng chỉ lên nhìn qua đúng một lần rồi không còn ai ngó ngàng gì nữa. Mọi chi phí thuốc men lẫn chăm sóc đều do bố mẹ cô đứng ra lo lắng. Khi đem chuyện này nói với chồng thì Trinh lại nhận được những lời trách móc từ Quân. Sao em ích kỷ thế nhỉ? Ông bà nội lớn tuổi đi lại khó khăn. Vợ chồng anh trai chị dâu thì bận rộn, bây giờ có ông bà ngoại chăm giờ còn gì. Đợi khi về nhà rồi thì bà nội sang chăm chưa có sao đâu. Thế nhưng suốt thời gian ở cữ, chẳng mấy khi thấy mặt mẹ chồng Trinh. Vậy mà từ lúc đó, mối quan hệ của Trinh và nhà chồng lại càng thêm căng thẳng. Nếu không có gì cần thiết, cô luôn tránh né chuyện gặp mặt họ nhiều nhất có thể. Vì vậy mà mẹ Quân lại được thể nói rằng con dâu sống như người dưng với nhà chồng. Mọi lời đó cô đều nghe thấy nhưng cũng bỏ hết ngoài tai. Thế mà tự nhiên cuối năm, cả nhà chồng Trinh bỗng nhiên thay đổi thái độ với con dâu một cách bất ngờ. Nguyên nhân đến từ mảnh đất mà cô được bố mẹ cho năm nào. Mảnh đất đó có vị trí khá đẹp, lại ngay cạnh một khu công nghiệp mới nên đột nhiên tăng giá. Quân thấy giá cao nên muốn bán lấy tiền để kinh doanh. Nghe chồng nói Trinh khá lưỡng lự bởi vợ chồng cô cũng chẳng đến mức thiếu thốn phải bán đi như thế. Đất để đó thì còn đó, chứ bán đi để kinh doanh thì lời lỗ thế nào khó mà đoán trước được. Trong khi cô vẫn còn đang phân vân thì mẹ chồng cô đã đến nhà thuyết phục. Từ trước đến nay bà ghét con dâu thế nào ai cũng rõ, nên lúc mẹ Quân đến Trinh không khỏi bất ngờ. Bà bảo bán đất đi, nếu không đầu tư thì gửi ngân hàng cũng có lãi. Còn anh trai với chị dâu Trinh thì ra sức săn đón em dâu và cháu. Họ mời sang nhà ăn cơm liên tục, mua quả cáp quần áo cho cháu thường xuyên. Quân cũng không càu nhàu với vợ như trước đây. Đương nhiên cô không khỏi chột dạ trước sự thay đổi đến chóng mặt của nhà chồng. Nhưng lại nghĩ chắc người ta cũng muốn xóa bỏ hiểu nhầm cho nhà cửa yên ấm nên chẳng để tâm nhiều nữa. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vợ chồng Trinh quyết định
bán mảnh đất đó với giá 2 tỷ. Cô bảo với Quân, em tính sẽ gửi lại ông bà 500 triệu, gửi ngân hàng 500 triệu, còn lại 1 tỷ rưỡi thì lại tiếp tục đầu tư đất. Chồng cô không nói gì mà chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Ai ngờ đúng thời điểm này Trinh phải đi công tác nên cô ký trước mọi giấy tờ, còn Quân sẽ ở nhà hoàn thiện và nhận tiền. Sắp xếp xong xuôi đâu đó, cô mới lên đường. Lúc về, cô bảo chồng đưa tiền để gửi cho ông bà ngoại và ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm, thì anh lại luôn tìm cách lẩn tránh. Nghi ngờ có điều gì khuất tất, nên Trinh kiểm tra thì phát hiện trong lúc mình không có ở nhà, chồng đã chuyển hết số tiền đó cho anh trai. Ngay lập tức, cô gọi chồng về chất vấn, thì anh bảo anh trai chị dâu làm ăn thua lỗ, nợ nần nên cần tiền để cứu công ty. Thấy vợ chồng em trai có mảnh đất đang lên giá, anh chị liền nhỏ to để anh bán đất, lấy tiền cho mình vay. Càng nghe Quân nói, Trinh lại càng tức giận. Hóa ra, chồng và cả nhà chồng đã lừa gạt để bán đất của con dâu. Cãi nhau một trận tơi bời với chồng xong, cô ôm con và đồ đạc về thẳng nhà ngoại đã mấy hôm nay rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất.